Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại gặp các bạn và sẽ chia sẻ với các bạn một cái máy cũng của Honda. Đây Honda này các bạn ạ. Nhưng mà không phải là máy phát điện, không phải là máy bơm nước mà là một cái máy phun thuốc. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái máy phun thuốc của Honda WZR4025 nhập khẩu chính hãng của Thái Lan các bạn nhé. Và tôi cũng sẽ chia sẻ luôn với các bạn một số cái để mình chúng ta phân biệt được rằng là cái máy Honda chính hãng và một cái máy mà hàng nhái, mà bây giờ rất nhiều các cái hàng nhái nhái cái máy phun thuốc của Honda này như này trên thị trường bán với giá rẻ hơn, chất lượng tất nhiên là sẽ không thể tốt bằng hàng chính hãng được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở thùng xem có trong cái máy phun thuốc trừ sâu WZR4025 có những gì nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem là bên trong cái máy phun thuốc trừ sâu WZR4025 này có những gì nhá, của hãng Honda. Chúng ta sẽ mở ra. Rồi, hướng dẫn sử dụng này. Một số phụ kiện đi theo máy này. Tuýp mở bugi này. Ống phun này, nhân vật chính này, rồi chúng ta sẽ có một cái máy phun thuốc, phun thuốc từ sâu. Một cái đầu phun rồi, xem có như gì nào. Đây là cái bec phun này, ở đây nó có cái cần này có 4 bec, 1 2 3 4 bec này, một cái cần nối này đó, một cái ống dây mềm này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, đây là sách hướng dẫn sử dụng nhưng bằng tiếng Việt, phiếu bảo hành này, cái tuýp mở này, tuýp mở bogie này, có cái đầu bốn cạnh này, và một cái số đầu kết nối ống phun. Rồi, ok. Đấy, đấy là tất cả các phụ kiện chúng ta có. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái máy WZR4025 xem nó như thế nào nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái máy chính hãng của Honda luôn các bạn nhá, nhìn nó khác hẳn. Đối với cái máy Honda thì cái cần gạt này nó khác, đối với cái máy nhái thì nó rất thô sơ này, cái cụm này nó cực kỳ thô sơ đối với máy nhái này. Đấy, máy Honda này, đây là cái máy nổ Honda này. Máy nổ Honda thì cái mã của nó là GX35, Made in Thái Lan, nhập khẩu chính hãng Thái Lan các bạn nhé. Thì các bạn này, đây là cái bơm phun của nó, cái bơm áp lực của nó, đây là cái cụm bơm áp lực này. Đấy, thì nó dùng cái động cơ Honda này. Đấy, để nó quay cái bơm áp lực này để nó phun. Đấy, các bạn nhìn thấy chứ. Còn phía trên này thì nó chỉ là cái nắp thôi, cái nắp nắp để phun thuốc trừ sâu thôi. Đó. Này, cái tem mác. Đây, các bạn nhìn thấy là Made in Thái Lan luôn. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu và cũng như là hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng của cái máy này, máy phun thuốc trừ sâu này nhá. Đấy. Thì đầu tiên thì khi mà các bạn muốn sử dụng cái máy này, đấy, thì đầu tiên là các bạn phải đổ nhớt vào máy đã. Đấy. Thì ở cái máy này nó sẽ có hai cái loại nhớt.
Đó, thứ nhất nó là cái nhớt máy. Nhớt nhớt máy đây. Thì các bạn phải đổ nhớt ở đây. Thì cái thông số nhớt các bạn có thể xem trong cái quyển hướng dẫn và các bạn sẽ đổ nhớt đầy đầy tới cái mét này luôn. Đấy, các bạn nhìn theo. Đấy, tới đầy đây là được. Đó, tới cái mét này thôi. Đấy, tới cái mức chớm chớm tràn tràn ra là được rồi. Ok, nó rơi vào khoảng 100 ml. 100 ml nhớt thì đấy. À, ok. Rồi. Thì đối với cái hãng Honda này thì khi mà người ta bán máy thì người ta sẽ không đổ nhớt sẵn cho mình. Cái máy phun thuốc này người ta sẽ không đổ nhớt máy sẵn cho mình và cũng không đổ xăng xăng sẵn cho mình đâu nhá. Thì mình phải về nhớ đổ nhớt vào. Đây các bạn có thể nhìn thấy là nó có ngoài cái nhớt máy ra thì nó còn có một cái nhớt là nhớt của máy bơm ở đằng sau này đây nhá, các đằng đây là cái đằng lưng của nó nhá. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái lỗ thăm nhớt đây là của máy bơm. Thì cái nhớt của máy bơm thì Honda đã đổ sẵn cho mình rồi. Đó, đây là đã có nhớt ở trong này rồi. Thì các bạn trong quá trình bơm là các bạn phải lưu ý nhá, phải thăm cái nhớt ở cái khe này là nó phải có nhớt nhá. Đây là cái nhớt của máy bơm này. Đây này, đây là cái máy bơm này. Đây cái máy này là cái máy bơm này. Đấy. Còn cái này là cái động cơ Honda này. Thì ở máy phun thuốc này sẽ có hai loại, loại nhớt của máy nổ và nhớt của máy bơm. Thì nhớt của máy nổ là chúng ta cần phải đổ thêm vào bởi vì Honda nó sẽ không đổ sẵn cho mình. Rồi, ok, đã đổ nhớt xong rồi đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ xăng. Rồi. Đây. Chúng ta sẽ đổ đầy xăng vào đây. Đó, rồi. Xăng và chúng ta lưu ý là chúng ta cũng không nên đổ nhiều quá nhá. Để tránh nó tràn xăng ra ngoài. Rồi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số cái nút. Thứ nhất là ở đây nó là cái le gió này. Đấy. Cái le gió này có tác dụng là gì? Đấy. Khi mà chúng ta khởi động máy ở lần đầu tiên mà khi mà máy nó nguội đấy, thì chúng ta để dễ nổ máy thì chúng ta gạt le gió lên phía trên để chúng ta đóng le gió lại. Đấy, và chúng ta sẽ giật nổ máy như này cho tới khi nào máy nó nổ cái thì chúng ta sẽ gạt sang cái le gió sang vị trí on là vị trí ở phía dưới, gạt sang phía dưới là nó sẽ chạy bình thường. Còn đối với cái máy mà đã nóng rồi thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái vị trí phía dưới này và chúng ta giật nổ thôi. Đó. Thì cái le gió này có tác dụng là trong quá trình khởi động này và khi mà khởi động xong rồi chúng ta phải gạt xuống phía dưới, nhớ phải gạt xuống phía dưới nhá. Ok, đây ở phía dưới này các bạn có thể nhìn thấy có cái cần đó, đó là đây chính là cái cần ga. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy một cái biểu tượng là con rùa, một cái biểu tượng là con thỏ. Các bạn gạt lên đó là ga mạnh thì con là chạy nhanh đấy, còn gạt xuống dưới là ga yếu là chạy chậm. Rồi tiếp theo ở đây nó là có một cái cần, cần này chính là cái cần điều chỉnh cái bơm bơm phun ở phía trong. Đấy, nếu các bạn vận theo chiều kim đồng hồ như thế này là theo cái mức 2 này là phun mạnh, còn nếu vặn ngược lại là phun yếu. Rồi còn tiếp tục đây là cái công tắc muốn nổ máy, các bạn phải gạt cái này sang vị trí on là chữ Y như này, còn nếu như muốn tắt máy thì gạt sang vị trí up đây, chữ O như này. Đó thì đấy là các cái công tắc. Như vậy thì bây giờ cái quá trình khởi động như thế nào? Bây giờ để khởi động chúng ta đầu tiên là phải đảm bảo là có nhớt đầy đủ, có xăng đầy đủ. Rồi tiếp theo hiện tại là tôi sẽ chưa có chưa 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 đấu cái vòi vào đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ khởi động cho các bạn xem thôi và cũng chưa có nước ở trong cái bầu này thì tôi sẽ khởi động trước khi mà chưa có nước. Đấy. Tí nữa tôi sẽ cho nước vào thì sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khởi động của nước như nào. Thì bây giờ khởi động máy thì lần đầu tiên cái máy này là mới mua đổ xăng vào đây rồi. Thế nhưng mà khi mà các bạn đổ xăng vào đây rồi này, thì các bạn cần phải làm một cái thao tác. Cái thao tác đó là bơm xăng lên, bởi vì các bạn nhìn thấy đây là cái bộ chế hòa khí này. Cái chế hòa khí nó nằm ở phía trên cái bình xăng ở phía dưới này, có nghĩa là cái xăng nó sẽ không tự chảy vào chế độ hòa khí mà nó cần phải có một cái lực để nó đẩy lên cái chế hòa khí này. Đấy. Thì khi mà máy nó chưa chạy lần đầu tiên thì chúng ta cần phải mồi. Cần phải mồi xăng lên bằng cái cách là ấn vào cái bầu mồi ở phía dưới này. Đó, các bạn cứ ấn này. Ấn cho tới khi mà nó sẽ có xăng nó chảy lên. Đấy, các bạn nhìn thấy cái xăng nó chảy vào cái bầu mồi chưa? Đó. Đó.
Đấy, các bạn ấn vài lần nó sẽ có xăng chảy vào cái bồn mồi, thì là xăng nó sẽ được tự động, nó sẽ bơm từ cái bình chứa xăng ở phía dưới này lên cái chế hòa khí như này, và khi các bạn nổ thì lúc đấy là tự động nó sẽ có một cái vòi nó thông ở đây, nó sẽ làm cho cái bình xăng này nó có một cái áp suất, nó sẽ đẩy tự động, nó sẽ đẩy lên cái bộ chế hòa khí. Lúc đấy chúng ta không cần phải ngồi phải 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 ấn cái bầu mồi nữa. Cái bầu mồi này chúng ta chỉ ấn trong cái thời gian đầu khi mà nó mới khởi động đấy, và nó máy mới thôi. Đó. Đấy, các bạn ấn này cho nó đầy cái bầu mồi này lên luôn. Đấy, từ khi nào nó đầy bầu mồi đi. Rồi, ok. Đấy, bầu mồi mồi đầy đó. Rồi, đây là cái đầu tiên là chúng ta quá trình bơm xăng này như vậy. Tiếp theo. Đó. Là chúng ta sẽ gạt cái cần ga ở cái vị trí nhỏ nhất, gạt xuống phía dưới. Một tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bật cái này sang vị trí Y, tức là bật. Sau đó chúng ta sẽ giật giật cái cần ga này, ta kéo cái cần ga này tới khi mà nó bắt đầu chặt tay. Đây là cái đang vị trí tự do nhé. Ta kéo như này, nó rất nhẹ, đang là vị trí tự do. Chúng ta kéo cho chặt tay, chúng ta giật mạnh một cái. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ giật cho các bạn xem nhé. Bây giờ khi chờ các bạn khi nó ổn định á, xong rồi tôi gạt lên này. Đây đây đây, nó đang nở rồi. Rồi, bây giờ các bạn muốn tắt đi, nhớ khi mà nó nổ rồi các bạn gạt cái cần gió này xuống phía dưới này, mở này, xong khi mà máy nó nguội thì lúc đấy chúng ta mới gạt nó lên trên này. Nhưng mà máy mà nó chạy được thì chúng ta sẽ gạt cái cần gió sang vị trí on này. Nếu như máy nguội chúng ta gạt lên trên này, chúng ta giật nổ này. Nhưng khi mà máy đã nóng rồi thì chúng ta phải gạt cái cần gió này sang dưới này. Đấy thì chúng ta giật nó sẽ dễ nổ hơn. Đó. Đây, tăng cảm ga này, tăng cảm ga. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm cái vòi vào và sử dụng như nào. Rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối các cái phụ kiện nó vào nhá. Đây, các bạn nhìn thấy đây là cái đầu vòi này. Đấy. Thì cái đầu vòi này chúng ta sẽ kết nối với cái ống bét phun như này. Đấy, thì các bạn phải vặn nó vào, thì các bạn lưu ý ở đây là có một cái gioăng cao su này. Đó, các bạn vặn nó vào. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây là cái van. Van khóa mở. Các bạn sẽ nối cái van này vào và cũng lưu ý có một cái gioăng cao su ở đây. Rồi. Thì sau cái van cao su, cái van này thì các bạn sẽ nối một cái tay cầm. Tay cầm đây. Tất cả các cái mấu nối với nhau các bạn phải nhớ có cái gioăng cao su đấy nhá. Đó, đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy tương đối dài. Đó, rồi. Sau cái tay cầm này các bạn sẽ nối một cái khớp. Đây là cái khớp. Khớp nối, khớp nối để nó có thể tự xoay được. À. Bạn nối vào. Rồi. Cuối cùng là chúng ta sẽ kết nối. Kết nối ống nối mềm này với cái cần phun này. À, các bạn nhìn thấy có cái dòng cao su nha, nối vào đây.
Rồi, như vậy chúng ta đã có một cái tay cầm đấy, kết nối này, đấy, tay cầm rất dài. Đó, các bạn nhìn này, dài không? Đó. Rồi bây giờ thì còn một cái đầu đầu này chúng ta nối vào máy. Này, kết nối vào máy. Các bạn lưu ý là nó trong đây nó có cái dòng cao su nhá. Rồi. Rồi, như vậy là khi mà chúng ta đã kết nối xong thì chúng ta trước khi bơm thì chúng ta có thể là đặt cái cần này. À, cái cần này này tương đối dài ta. Đó. Đây, các bạn có thể đặt nó vào đây. Rồi, móc nó vào đây. Đây, các bạn có thể treo nó vào đây, móc móc cái này vào đây. Đó. Đấy. Thì lúc đấy là các bạn chỉ cần khoác cái ba cái này nó lên rồi. Đấy, khoác cái này lên ba. Đấy. Khi nào phun thì các bạn chỉ cần tháo cái này ra thôi. Đấy. Và tháo nó ra, thế là cầm quy phun rồi. Rồi. Ok. Thế bây giờ về cái pha thuốc thì như nào? Thì pha thuốc thì các bạn theo cái hướng dẫn của từng loại thuốc các bạn pha, sau đó là các bạn đổ vào cái bình chứa này. À, thì cái này nó chỉ là cái lọc cặn thôi. Các bạn nhớ phải để nó vào để lọc cặn. À, các bạn đổ nó vào cái bình này. Và cái bình này thì cái dung tích của nó đây xem nào. Nó cao nhất dung tích của nó là 25 lít. 25 lít các bạn. Đấy, 25 lít. Thì cái bình này thì các bạn sẽ nhìn thấy để ý ở đây. Đây nó chính là cái van van để mình xả bình khi mà mình rửa bình này. Đó, cái van này. Cái van này này là sửa xả rửa bình này, khi mà các bạn đổ hóa chất vào các bạn nhớ là phải vặn cái van này vào nhá. Vặn chặt vào. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ đổ thử nước vào và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành như thế nào nhé. Rồi, bây giờ tôi đã đổ nước vào trong này rồi. Đấy, vòi viết là đã lắp hết rồi. Thì bây giờ cái cách vận hành thì nó như thế này. Đó. Thì đầu tiên, cũng như lúc nãy, đó là chúng ta quy trình nổ máy. Thì trước khi nổ máy, chúng ta cần phải vặn cái van này, nó vào vị trí up. Là cái vị trí ngay này, còn vặn như này, đây là vị trí on, chúng ta gạt nó sang cái vị trí up, đó, vị trí up như này các bạn nhé, về vị trí up này, đó, gạt sang vị trí up. Tiếp theo, cái cần ga như ở phía dưới này, đó. Các bạn hơi khó xem này. Tiếp theo, đây là cái cần ga này, chúng ta sẽ để sang cái vị trí thấp nhất là cái trị con rùa gạt sang phía dưới. Bật công tắc sang vị trí on. Đó. Rồi, chúng ta sẽ giật nổ thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ giật nổ thôi. Đó. Bây giờ tôi sẽ giật nổ này. Bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh ra cho cửa và điều chỉnh lưu lượng phun bằng cái cần này. Đấy, nhanh cận vào cái cần này. Đó, các bạn hiểu chưa? Chúng ta điều chỉnh nhé. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh cái lưu lượng phun của nó bằng cái cần ga này. Chúng ta vặn sang kiểu kim hồ thì đây là đang điều chỉnh lưu lượng phun lớn. Còn vặn theo chiều kim hồ là điều chỉnh lưu lượng phun nhỏ. Còn đồng thời với đấy là ga to hay ga nhỏ thì nó cũng sẽ quyết định đến cái lưu lượng phun. Đấy, toàn vặn ga lớn này thì nó sẽ phun mạnh này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta chỉnh cái này rồi thì đầu kia thì tiếp theo để chúng ta phun
Đây là chuẩn phun. Các bạn nhìn thấy cái dép phun này. Đó. Dép phun hiện tại nó chưa phun. Đấy, nhưng mà để phun thì chúng ta sẽ gạt cái này sang vị trí mở thì nó sẽ phun. Đó, các bạn nhìn thấy cái dép phun chưa? Cái dép nó đang phun. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy cái bét nó đang phun đấy. Cái bét nó đang phun nước. Thế là tôi sẽ vặn cái lưu lượng này nó sẽ lớn lên này. Đó, và sẽ vặn ga lớn lên này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, các bạn nhìn thấy cái bét phun này. Đấy, ga nó lớn lên thì nó sẽ phun rất mạnh. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đấy, bây giờ muốn đóng lại thì muốn tắt đi chúng ta đóng cái cần gan này vào. Đó. Mở này. Đó, toàn đi đây phun không? Phun rất lớn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ giảm ga đi. Đấy, khi mà giảm ga đi thì là nó sẽ không phun nữa. Còn gì đâu, nó khi mà giảm ga đi thì sẽ không phun nữa. À. Là chúng ta tăng ga lên này. Đấy, tăng ga lên thì nó phun rất mạnh. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta tắt đi. Tắt ra đóng cái cần ga này vào. Rồi đóng cái van phun này vào. Đó. Rồi chúng ta giảm ga đi. Và chúng ta sẽ bật nút này sang on. À, sang ập thì là nó sẽ tắt. Đấy, quy trình tắt như thế. Như vậy là tắt là chúng ta sẽ khóa cái van này vào. Để giảm ga đi. Và tắt. Gạt thế này sang ập nhé. Đấy, thì là máy nó sẽ tắt. Thì đấy, đấy là cái cách chúng ta, cái quy trình chúng ta là phun thuốc là như vậy. Đã. Tôi cũng vừa với chia sẻ và giới thiệu với các bạn về cái máy phun thuốc trừ sâu của Honda WZ4025. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách like, share hoặc là đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều clip mới. Vâng, cảm ơn các bạn.